Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì có nhiều bạn muốn hỏi mình chia sẻ về cái cách khắc chế vị tướng Taiga. Khi mà chơi đối đầu với vị tướng này thì không biết lên trang bị như thế nào để mà khắc chế vị tướng này. Thì mình sẽ chia sẻ những cái trang bị mà khắc chế vị tướng nhà ta để mọi người chơi tốt nha. Thì cái điểm mạnh của vị tướng này thì mọi người cũng biết, đó chính là cái khả năng hồi phục cực kỳ là tốt. Và cái thứ hai là cái độ lì đòn. Thì mình sẽ lên những cái trang bị mà khắc chế hai cái điểm mạnh của vị tướng này thôi. Thì mọi người á, cái trang bị mà khắc chế vị tướng này á, nếu mà mọi người đi solo với vị tướng Taiga thì cầm đấu sĩ thì mọi người phải lên cái đao chi hồn để mà làm giảm cái khả năng hồi phục của vị tướng này nha. Thì mọi người chú ý cái chỗ này nè, Taiga nó chỉ mạnh khi mà nó đạt được cấp độ 4 thôi, nên là ở đầu trận mọi người cứ đánh lắng len để mà chơi lắng 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 áp vị tướng Taiga nha. Còn nếu mà mọi người là vị tướng pháp sư thì mọi người á phải lên cho mình là cái sách chi hồn nha. Đó, thì hai cái món này là khắc chế cái khả năng hồi phục của Taiga rồi. Và trường hợp nếu mà Taiga là vị tướng mà nó lên tăng á mọi người, đa phần nó lên giáp hết, nó lên full tăng, thì mọi người là pháp sư thì mọi người phải lên hai cái món này, chính là cái xuyên tâm lệnh và cái khắc đỡ đòn nè, là lên hai cái món này để mà khắc lại Taiga nha. Còn nếu mà trường hợp á mọi người là AD hay là đấu sĩ thì thường thường là đấu sĩ đi solo với Taiga thì mình sẽ lên ba món này để mà mình chọn nha. Một là cây thương xuyên phá, hai là cây kiếm Mugabasa, còn thứ ba là cây thương Longinus nè. Thì ba món này thì tùy vào tính chất của từng vị tướng mà mình sẽ chọn một đến hai món mà mình lên khắc chế vị tướng này nha. Thường thường á thì mình sẽ lên một món khắc chế thôi, một là cây thương, hai là cây thương Longinus dành cho đấu sĩ, còn cây kiếm Mugabasa đó là thường thường sẽ dành cho vị tướng xạ thủ AD mọi người. Thì đây là cái những cái món trang bị mà khắc chế Taiga nha. Và đặc biệt á, Taiga là nó hồi phục rất mạnh khi mà nó bật cái chiêu ba, nên là mọi người chú ý đừng có ám sát gần Taiga. Khi mà nó bật chiêu ba thì mình chỉ cần né ra thôi, mình đợi khi mà canh nó bật chiêu ba gần xong á thì mình hả nhào vô mình chơi nó, thì như vậy á thì cái khả năng của mình chiến thắng rất là cao. Thì đây là cái phần chia sẻ về những cái trang bị khắc chế Taiga nha. Thì ngoài ra những cái trang bị mà còn khắc chế Taiga nữa mà dành cho một số vị tướng đỡ đòn, như là trang bị nè thủ nha, đó chính là cái trang bị nhâm thuẫn nè mọi người, thì cũng khắc chế Taiga luôn nha mọi người. Đồng thời cái quả cầu ăn xương cũng là khắc chế Taiga, đây quả cầu ăn xương nè đó, và cái giáp hộ mệnh luôn để mà mình khi mà mình chết để mà mình sống lại á, để mà mình giao tranh với Taiga đó. Thì đây là những cái trang bị mà mình chia sẻ về khắc chế Taiga. Thì đến đây là hết nha. Thì qua video này thì mọi người có những cái lối chơi trang bị nào khắc chế Taiga tốt thì mọi người cứ bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng có những cái trang bị và cái lối chơi khắc chế Taiga tốt nhất nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.